tiên là mình sẽ giới thiệu về game Megamon trước. Đây chính là cái game mà gọi là bản Pocket Incoming lậu mới bản tiếng Anh. Nó sẽ kiểu là như là mở cái phần chơi thử nghiệm trước vào ngày 14 tháng 8 và nó sẽ cho các bạn download trước vào đó là ngày 12 tháng 8. Về cơ bản thì cái game này với cả cái game thần thú đại chiến, mình nghĩ là chắc là cũng sẽ có kiểu là như là cùng một người mua cái bản lậu của bản tiếng Trung về để phát hành. Tại vì cả hai bản đều nhận được VIP 3 ngay từ ban đầu và 3.000 kim cương. Nó tương tự y như vậy và bản này mình nghĩ là cũng có liên quan đến cái bản VIP 14 lậu tiếng Trung mới mà mình vừa giới thiệu. Bởi vì là nó cũng đã mở được, đó là con Diamond Kill ở đây rồi. Và bản này nhắm phát ở kiểu dạng như là có một lời comment của cái app của phần này nói là đây là một bản lậu rồi chứ không phải là một bản chính gốc đi theo bản tiếng Trung nữa. Thì cái bản này mình cũng chưa biết là nó có sẽ tồn tại được bao lâu, bởi vì chính nó cũng không phải là một bản chính thức đi theo bản tiếng Trung gốc rồi, sập thì cũng biết lúc nào. Thường thì những bản gốc thì bao giờ nó cũng bền hơn rồi. Bản này thì nếu mà nó có ưu đãi hơn thì có thể để trải nghiệm được. Còn nếu mà nó chỉ ưu đãi theo kiểu tầm tầm bình thường, hơn nhau một tí thôi, thì tốt nhất là các bạn nên chơi bản gốc vẫn hay, vẫn ổn hơn. Thì đây là trailer mới của game Megamon. Khi nào nó ra thì mình cũng sẽ làm. Chính thức mở vào ngày 14 này. Tiếp theo đó là Thần Thú Đại Chiến. Thần Thú Đại Chiến này chắc là cùng với cả cái trở lại như cũng có người cùng với cả game Megamon vừa rồi mình vừa giới thiệu, cả hai nó đều ra mắt trong tháng 8 này và đang trong quá trình đó là test lại xem là còn có lỗi gì nữa không. Thì bản tiếng Việt này gọi là Thần Thú Đại Chiến khả năng cao nó cũng sẽ ra cùng ngày với cả game Megamon, đó là ngày 14, bởi vì mình nghĩ là cũng có vài deck chung với nhau rồi. Bản này thì mình nghe nói là của một bạn tên là Phúc Lê Đình mua về phát hành. Bản này thì thấy còn giới thiệu đó là phần thưởng đăng nhập, không phần thưởng kiểu dạng như là hoàn thành 100 cái điểm năng động ấy, các bạn sẽ được 300 kim cương thay vì nào đó là 50 kim cương ở bản gốc. Thì thực ra là đây cũng chỉ là một bản lậu kiểu dạng như là đăng nhập nhận VIP 3 này và 3.000 kim cương này, nó y xì như bản Megamon kia. Và tất nhiên là bản lậu thì nó có thể thay đổi cơ chế kiểu dạng như các phần thưởng hay là các cái gói nạp chẳng hạn để có thể phù hợp với người chơi. Như bản lậu này, bản tiếng Việt này thì mình nghĩ là rất là nhiều người đang háo hức. Một phần bởi vì là nó sẽ là bản tiếng Việt, quan trọng chỉ là mỗi tiếng Việt. Và cái thứ hai là nó có thể cập nhật kiểu dạng như là những cái ưu đãi hơn. Nhưng mà ưu đãi thì ai cũng như nhau. Thì đây cũng là một cái game chuẩn bị ra mắt sắp tới thì mình cũng sẽ làm tiếp. Ai rồi cũng sẽ thay đổi này, Gengar lên Mega Gengar này. Và bây giờ bắt đầu mình nói về bản tiếng Trung. Và con Mega ở con S cộng tiếp theo ở bản tiếng Trung được giới thiệu đó chính là con Shiny Mega Gengar. Con này nó sẽ ra mắt, nó là hệ ma rồi. Đương nhiên là nhà phát hành kiểu này lại muốn một con hệ ma được và tự nhiên được muốn team ma được nâng cấp hơn, khả năng cao lại giống như con cũ là một con khống chế. Shiny Mega Gengar đúng như mình suy nghĩ, đó là khi mà nhà phát hành bản này nó hết cái các con S cộng huyền thoại thần thoại rồi thì nó sẽ lấy những con kiểu dạng như là Gigantamax này hay là con Shiny này để tạo ra một con S cộng mới, cũng giống như cái game Digimon cùng hãng của nó. Mình biết đó là cứ kiểu dạng như là tạo ra kiểu dạng như dạng Digimon này bình thường, Digimon dạng X này, thì game này cũng tương tự như vậy, nó sẽ lấy những con dạng Shiny các khác đi để trở thành một con S cộng. Thì sắp tới sau con Lulala sẽ là con Shiny Mega Gengar.